Yo yo yo, what's up, my boy? Hello anh em nhỏ. Thì đây sẽ là một what the fuck? Đây sẽ là một cái video chung nha. Sẽ ngồi đây và nói chuyện với anh em một tí. Được chưa ạ? Đấy. Thì chung mới ra được một cái video đấy thì cũng đã 10 ngày rồi không ra video. Thì nói thật với anh em là giờ chung lớp 12 rồi. Đấy nên là không dành thời gian what the fuck chú lại không có thời gian dành cho làm video nữa đấy nên là giờ chú chỉ có thể mà livestream vào thứ bảy thôi. Nhưng từ tuần này chú thấy là chú có thể có khả năng quay lại video được rồi, có thể quay được video ấy, nhưng mà những cái video chú quay nó sẽ gọi là không có kiểu dài dài, không không có chủ đề gì quá là khủng khiếp ấy. Thứ bảy chủ nhật là chúng sẽ được chơi game với anh em đấy, nên là chúng có thể quay video lúc đấy để mà nói chuyện ở đấy. Thì những cái video lần sau của chúng sẽ chỉ là chơi game và nói chuyện với anh em ở trong bạn bè, ở kiểu nói chuyện với bạn bè ấy. Và để cho cái video nó không bị nhàm chán quá thì Jun sẽ kiếm một cái chủ đề để nói, giống như là hiện tại mạng xã hội đang có những cái thứ gì ấy. Đấy, xong rồi Jun sẽ dốc về nó ở đấy để nói chuyện với anh em cho nó vui hơn. Đấy, nó cũng là một cái chủ đề, có chủ đề để nói chứ đúng không? Đấy, có vẻ là anh em trong tuần này là anh em có thể bắt gặp được một cái khá là nhiều cái video kiểu tâm sự này rồi. Anh em thấy vừa nãy mấy hôm trước đấy hình như là có Good Noob MC lại lên video nói chuyện tâm sự đấy. Đấy thì giờ đến chun anh em ạ. Ở bãi cả trưởng thì chủ yếu mấy anh em đấy nghỉ làm video Minecraft ạ, là do anh em đấy chun nghe Good Noob bảo là do là chơi Bedwars nhiều, Minecraft nhiều cũng chán ấy, ai chơi game gì nhiều rồi cũng chán thôi. Chứ nghĩ đấy là do khứa đấy không tìm được cái mới lạ hoặc là cái vui ở trong Minecraft. Thì anh em thấy video của chun mà chun luôn luôn tìm kiếm mấy cái content nó bựa nhất có thể để kiểu làm cho nó đổi mới ấy. Bởi vì anh em biết là Bedwars nó chỉ có đi đánh nhau đấy. Anh em thấy là hôm nay có gì thiếu thiếu không nhỉ? Ở thì đây là cái cam của mình đấy đó. Chun sẽ không bật cam ở trong một cái video tâm sự bởi vì anh em sẽ không muốn nhìn thấy mặt, cái mặt của Jun đang kiểu đang suy nghĩ để nói đâu, nó sẽ trông rất là ngố không hiểu sao nữa. Thì mong là anh em sẽ xem hết cái video này để có một số cái thứ mà Jun sẽ nói để có thể thay đổi xíu, mà nếu mà anh em không nghe thì lần sau Jun làm cái gì đấy anh em lại thắc mắc nhiều thì từ sau thì Jun sẽ vẫn vẫn sẽ livestream nhá, sẽ livestream thứ bảy bởi vì lúc đấy chúng mới đi học về. Với cả thứ bảy là cái ngày chúng thích nhất mà. Thì với kênh YouTube này của chúng thì sau mấy lần không đăng rồi thì đúng là nó flop lắm luôn anh em. Nên giờ khả năng chúng đăng video gì nó cũng sẽ không rất là khó để mà lên được đề xuất, chứ không giống như cái kênh nào mà làm một tháng đăng cái 100.000 view, what the fuck, nó unfair với lìm ra. À mà về cái phần video Q&A của Jun ấy thì Jun không tìm được thời gian thích hợp để mà quay video Q&A ấy. Chúng cũng chẳng muốn quay ấy, thề kiểu nó mặc dù anh em Jun rất là thích trả lời câu hỏi hoặc là, nhưng mà kiểu nghĩ lâu nghĩ dài thì lại chẳng muốn làm nữa ấy. Thôi lúc nào à 20k sub thì làm lại. Ok đấy, thì lần sau chúng kiểu mỗi một tuần đấy thì gặp anh em khoảng hai lần chơi game với nhau, một khoảng 2 triệu, chơi cả Roblox cả Minecraft nữa, nên là sẽ có một cái đấy chúng có thể quay được hai cái video đấy. Thì khả năng là một tuần sẽ ra hai video hai chủ đề luôn, nhưng mà bị một cái là một từng video đấy nó sẽ mỗi video nó sẽ hơi bị ngắn,
Bởi vì nó không có chủ đề gì nhiều mà nó rất là ngắn thôi. Đây, thì chúng ý định là nếu mà sau khi mà thi xong lớp 12 thì chúng sẽ quay lại làm YouTube và sẽ mở và cái kênh Minecraft này của chúng sẽ không chỉ làm mỗi Bad War nữa. Thật ra là giờ vẫn không chỉ làm Bad War mà có cả làm có cả làm những cái content khác nữa. Nhưng mà mỗi tội là Bad War nó ưu chuộng ở trên cái kênh của chúng hơn. Đấy, và chúng sẽ lập thêm một cái kênh Reblick nữa. Đấy, bởi vì chúng thấy là ở trên Roblox ấy nó có cực kỳ nhiều những cái trò để mà anh em mình khai thác và chơi nói chuyện với nhau khá là vui luôn. Đấy, nên là nó có thể là một cái content dồi dào cho chun. Bởi vì anh em biết Roblox à Roblox là nó là có thể nhái được tất cả mọi loại game hiểu không? Thì và chun vẫn sẽ tiếp tục làm video nha anh em. Mặc dù video nó sẽ không phải chủ đề quá rõ ràng. Đấy, chúng sẽ làm những cái vấn đề hiện nay ở trên mạng xã hội đang có gì nổi ấy. Chúng sẽ nói về nó nhưng với cái một kiểu như là chơi với anh em. Chúng sẽ nói về cái vấn đề đấy khi mà chơi với anh em. Khả năng là chỉ có vậy thôi. Khả năng là chỉ có vậy thôi. Hiện tại chỉ có vậy thôi. Đấy. Nếu mà có gì thêm nữa thì chúng sẽ làm thêm một cái video luôn. Khả năng lần này sẽ khá nhiều video nói chuyện anh em ạ. Ok. Đấy, thế nha, chắc video chỉ đến đây thôi, chúng không có gì để nói nữa. Skip đi toilet, ok, let's go. Chúc anh em một ngày tốt lành nha. Và đừng quên để ý cái tác cộng đồng nha. Mỗi tháng thì chúng sẽ cập nhật tình hình cuộc sống của chun đấy, chun đã kiếm được bao nhiêu content rồi, chun có ý định gì tiếp theo cho cái kênh hiểu không? Đấy, thế nhá, nghỉ đi anh em, bye bye anh em. Ah fuck, cái giường của mình mà.